Xin chào các bạn, hôm nay Levi Music sẽ trở lại với các bạn trong bài học tiếp theo, bài đệm hát đầu tiên trong khóa học đệm hát online cùng với Levi Music. Đó là bài Ngôi nhà hạnh phúc, Thủy Tiên hát. Các bạn nhớ, mỗi lần chúng ta hát tập hát bài gì hoặc là chúng ta tập đệm hát bài gì thì chúng ta phải lên để chúng ta nghe bài đó thường xuyên, nghe đi nghe lại hàng chục, hàng trăm lần. Để chi? Để cho giai điệu được thấm vào trong tâm trí của chúng ta, vào trí nhớ của chúng ta, để chúng ta có thể đệm tốt ha. Rồi, chúng ta nghe đi nghe lại cho quen giai điệu. Vì khi quen giai điệu, chúng ta rất là dễ dàng đệm cho người khác hát hoặc chính chúng ta hát. Và khi nghe đi nghe lại như vậy, nó cũng hình thành năng khiếu cho chúng ta nữa. Ok, bài hát Ngôi nhà hạnh phúc cực kỳ đơn giản. Levi Music sẽ đi hướng dẫn cho các bạn từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ ít đến nhiều, từ những hợp âm cơ bản đơn giản đến những hợp âm khó hơn. Nó có tiến trình như vậy và chắc chắn các bạn sẽ có kết quả tốt nhất ở trong cái khóa học guitar đệm hát online này. Rồi, là khi em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em, một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt môi khi em buồn, trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ, em xin mơ hoài cuối con đường đang lên chờ anh đến. Đến khi nào trên thế gian trời ngừng sáng lối em đi về, ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau. Rồi, cực kỳ đơn giản. Bài này được chơi với ba hợp âm và tông của bài hát này là tông mi thứ giọng nữ. Nếu các bạn nam muốn hát bài này, chúng ta có thể dùng capo kẹp ngăn thứ hai, ngăn thứ ba hoặc ngăn thứ tư để chúng ta tăng cái tông lên 1 đến 2 tông thì phù hợp với giọng nam. Các bạn nên nhớ ha, tông nữ tăng lên 2 tông sẽ phù hợp với giọng nam. À, rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với ba hợp âm chính của bài này. Mi thứ là chữ EM và đô trưởng chữ C, rê trưởng. Đó, ba hợp âm mi thứ, đô trưởng và rê trưởng. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ học hợp âm mi thứ. Các bạn nhớ ha, ngón số 1 tay trái, ngón số 2, ngón số 3 và ngón số 4. Rồi, dây chúng ta tính từ dưới lên, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Ngăn số 1, ngăn số 2, ngăn số 3 và ngăn số 4. Đầu tiên hợp âm mi thứ, chúng ta dùng ngón 2 nhấn vào ngăn số 2 của dây số 5. Ngăn 2, dây số 5, ngón số 2. Và ngón số 3 chúng ta sẽ nhấn dây kế dưới đó, tức là dây số 5, ngăn số 2. Chúng ta nhấn mạnh vào, cong tròn ngón, giữ ngón cái chặt phía sau và dùng móng của tay phải, ngón trỏ tay phải rải từ trên xuống dưới. Đó chính là hợp âm mi thứ. Tiếp theo hợp âm đô trưởng chữ C ha. Ngón số 1 chúng ta nhấn vào ngăn thứ nhất của dây số 2, ngăn 1 của dây số 2. Ngón số 2 chúng ta nhấn vào dây số 4 của ngăn số 2. Và ngón số 3 chúng ta sẽ nhấn vào dây số 5, ngăn số 3. Chúng ta nhớ ha, ngón số 1, dây 2, ngăn 1. Ngón số 2, dây 4, ngăn 2. Ngón số 3, dây 5, ngăn 3. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ rải hợp âm đô trưởng. Rồi, tiếp theo là âm rê trưởng. Ngón số 1 nhấn vào dây số 3, ngăn số 2. Ngón số 2 chúng ta nhấn vào ngăn số 2, dây số 1. Và ngón số 3 chúng ta nhấn vào dây số 2, ngăn số 3, chúng ta có được hợp âm rê trưởng rải. Rồi, sau khi chúng ta nắm được ba hợp âm đó rồi, quen rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập chuyển nó với cái tốc độ của dậm chân. Các bạn nhớ dậm chân theo nhé. Tempo 60, khoảng tempo 60, mi thứ rải 1, 2, 3, 4, qua đô trưởng 1, bốn, qua rê trưởng 1 2 3 4, về lại mi 1 2 3 4 1 2 3
theo nha. 2, 3, 4, mi. Rồi, sau khi các bạn cảm thấy chuyển hợp âm ok, nhanh nhạy và không có gì phải khó khăn thì các bạn bắt đầu tập qua tay phải nhé. Rồi, hợp âm bài này được chơi ở điệu slow. Điệu slow rất là dễ dàng ha. Các bạn nhớ ha. Bát, dì 3 và dì 1, dì 2. Bát 3, 1, 2, 3. Bát 3, 1, 2, 3 ha. Đó ha. Dây bát tức là dây thấp nhất của hợp âm. Hợp âm mi thứ thì bát này, bát dây số 6. Hợp âm đô trưởng, bát dây số 5. Hợp âm rê trưởng và là dây bát số 4. Rồi, bát là dây bát đánh xuống. Dây 3 là chúng ta dùng ngón trỏ móc dây 3 lên. Và dây 1, dây 2 cùng lúc chúng ta chơi hai dây cùng lúc, dây 1, dây 2 móc lên. Và sau đó chúng ta lặp lại dây 3 móc lên. Bây giờ mình chơi từ đầu cho bạn nghe nha. Đô, qua rê, qua mi, qua đô, qua rê, về mi lại ha. Đó, bát 3, 1, 2, 3. Bát 3, 1, 2, 3, rê. Bát 3, 1, 2, 3, về mi. Rồi, sau khi quen như vậy chúng ta đẩy tempo nhanh hơn ha. Nhớ dập chân theo ha. Đó, bát là dậm chân xuống, 3 dở chân lên, 1, 2 dậm chân xuống và 3 dở chân lên. Rồi, chúng ta rap bài hát. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em, một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt môi. Mình hướng dẫn lại cái phần tay phải các bạn, nếu mà chưa quen các bạn nhìn đây ha. Bát rồi dây ba móc. Bát thì chúng ta dùng ngón cái chúng ta đánh từ trên đánh xuống. Bát là chúng ta móc, và dây một dây hai chúng ta đánh cùng lúc, tức là móc cùng lúc với nhau đó ha. Dây một dây hai cùng lúc và chúng ta lặp lại dây ba ha. Bát ba một hai ba, bát ba một hai ba ha. Đó, lại lần nữa nha. Là vì em khi có anh bên cạnh em, một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt môi khi em buồn. Tình yêu em thâm sâu trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ. Đôi tay này mãi thuộc về nhau. Kết thúc. Rồi, video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài cha. Các bạn nhớ nghe bài cha nhé. Bye bye. Và nhớ luyện tập bài này thường xuyên mỗi ngày để có kết quả tốt nhé. Hẹn gặp lại.